Thưa quý vị, vụ án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, cầm đầu 24 bị cáo trong đường dây buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử trong ngày 13 tháng 2 rất được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, ngày hôm qua 24 tháng 2, thì Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang lại quyết định hoãn phiên tòa. Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần 51kg vàng do 10 Tường cầm đầu, qua tranh luận cùng các luật sư, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong những ngày xét xử, các bị cáo chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi buôn lậu hoặc chỉ là trung gian. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, cho rằng bản thân không phải là chủ mưu mà chỉ có vai trò giúp sức để đàn em vận chuyển tiền vàng kiếm thêm. Các bị cáo đàn em của bà Trùm khai rằng tham gia vận chuyển nhưng không biết để làm gì, chỉ biết ai kêu thì vận chuyển thôi. Cáo trạng cáo buộc Hạnh là chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển đô la Mỹ vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho các đối tượng buôn lậu. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết là đơn vị vừa thi hành lệnh bắt đối với 3 đối tượng liên quan sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88-03D. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Hoàng Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trần Văn Thái, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm, Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công ty Tâm Phúc ở thành phố Vĩnh Yên. Kết quả điều tra ban đầu xác định là Hoàng Trọng Hiếu, Trần Văn Thái đã nhận tiền của chủ phương tiện có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới, sau đó thông đồng với đơn vị thiết kế, thi công cải tạo hợp phức hồ sơ để có thể đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường trái quy định. Còn Nguyễn Văn Khánh thì đã nhận tiền từ 2 đối tượng trên để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định của pháp luật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 792 thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông HD, huyện Krông Chô, tỉnh Gia Lai. Hiện tại thì cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và xác định đối tượng vi phạm cũng như là hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án. Trong quá trình tuần tra kiểm soát diện tích rừng quản lý, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Hơ Re phát hiện hơn 100 cây gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 792 thuộc địa giới hành chính xã Sơ Ró, huyện Công Tro. Tại hiện trường có 149 cây gỗ gồm các chủng loại bằng lăng, căm xe, xương cá bị cưa hạ trái phép. Tổng khối lượng thiệt hại là hơn 32 mét khối. Phần lớn gỗ đã được tẩu tán, chỉ còn lại bìa gỗ, cành nhánh cây. Quan điểm rõ ràng, có vụ việc gì xảy ra là báo cáo kịp thời cho lãnh đạo công ty để công ty biết xử lý và báo cáo cho lãnh đạo cấp trên. Nhưng mà nhiều khi là cán bộ công nhân viên cứ nghĩ là người dân lấy gỗ làm nhà, thì người dân đồng bào nên cứ nghĩ là thôi cũng chủ quan và cũng lơ là trong công tác kiểm tra giám sát thường xuyên. Dấu vết hiện trường cho thấy vụ việc đã diễn ra trong thời gian khá dài, số lượng cây bị cưa hạ rất lớn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được đối tượng vi phạm là người tại địa phương. Việc cưa hạ cây để lấy gỗ làm nhà, số tang vật mà các đối tượng mang về nhà cũng đã được xác định. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cái vụ này thì đủ yếu tố để khởi tố vụ án theo quy định. Riêng đối với công ty lâm nghiệp Công Hơ Re thì trước mắt huyện chỉ đạo là tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm giám đốc cũng như các cán bộ có liên quan trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Thời gian gần đây, tình trạng xâm hại rừng từ việc lấn chiếm đất rừng đến khai thác rừng trái phép tại địa phương này vẫn chưa có chiều hướng giảm. Thêm vào đó, việc có rất nhiều hộ dân sinh sống canh tác liền kề rừng cũng gây áp lực không nhỏ đến các đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Cùng với việc nâng cao ý thức cho người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thì việc tạo sinh kế, nâng cao đời sống hơn nữa cho họ là giải pháp căn cơ để giữ rừng bền vững.